Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Cách đây khoảng ít tiếng trước mình có một cái video hướng dẫn các bạn nhận 60 tất cần có ký hiệu là LMI nè các bạn. Thì hiện tại dự án này nó có update thêm một cái link phong nè các bạn. Thì bạn nào có làm dự án này thì cần phải click phần link mô tả dưới video mình mở cái link phong ra các bạn. Rồi, thì các bạn quay trở lại con bot hồi nãy đi các bạn. Rồi các bạn đầu tiên các bạn copy là cái username của tất cả các bạn trên đây nè các bạn. Rồi các bạn sao chép ra nha các bạn. Rồi các bạn dán vào cái link phong này nè các bạn. Rồi các bạn thêm mã cộng đầu tiên nha các bạn. Rồi dòng thứ hai thì các bạn điền là username tài Twitter của tất cả các bạn nè các bạn. Rồi thì các bạn đã điền lại cái username tài Twitter các bạn đã follow trên bot dự án nha các bạn. Mã cộng WinV này nè, thứ 9. Rồi tiếp tục thì các bạn điền là username gadget của tất cả các bạn thì các bạn mở cái disk cho tất cả các bạn ra nha các bạn nhấp cho ba cạnh cùng nè. Nhấp vào nào ta của mình nha các bạn. Rồi các bạn copy username cái disk của mình chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn sẽ chép liên kết nè. Đây sẽ chép đây nè. Rồi cái đường phòng mấy đầu ta. Có nè các bạn. Rồi. Lock lại luôn bây giờ. Rồi các bạn dán cái username cái disk của mình vào đây nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn gỡ địa chỉ VPN Smart Chain Best20 trên YouTube Collab của tất cả các bạn nè. Rồi các bạn bắt đất nữa, các bạn gửi lên chatbot nữa, nó gửi vào linh phong chứ sorry các bạn mà nó lộn hoài. Rồi bấm gửi lên xong nha bạn. Ok, như vậy video mình đã update dự án nhận 60 token LMI đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.